Đây là tiếng nói Lát Radio Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 46 của bộ truyện thông phỉ tinh không Tập này được mang tên là Binh khí mạnh nhất địa cầu xuất thế Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ Xin cảm ơn tất cả mọi người nha Ở tập trước thì um, La Phong ở trên cái đảo xương uh, vô tình tìm thấy được một cái viên tinh thể màu trắng thì cái viên này gọi là một nha tinh thì cái viên này nó có chức năng là từ một cái con mà quái thú cấp lãnh chúa bình thường mà khi ăn vào thì trở thành một con um, quái thú vương cấp luôn. Thì do đó mà lúc này uh, mọi người ở um, cái đảo xương này bắt đầu truy tìm những cái hạt mộc tinh, một nha tinh này. Thì vào cái lúc um, đêm khuya cùng ngày lúc 10 giờ 56 phút, phát hiện ra viên mộc nha tinh đầu tiên bị đĩa lông nuốt mất, lập tức lột xác thành địa lông vương, rồi bị Hồng đánh chết. 11 giờ 30 khuya, phát hiện ra viên mộc nha tinh thứ hai cũng bị Hồng đoạt được. 11 giờ 47 khuya, phát hiện ra viên mộc nha tinh thứ ba bị phe U Minh Quốc đoạt được. Lần này, lần đầu tiên xuất hiện tử vong. Từ đó khắp nơi vốn còn có chút câu thúc, nhất thời không còn nhẹ tay nữa, ai nấy càng trở nên huyết tinh hơn. không giờ 12, phát hiện ra một viên mộc nha tinh thứ tư bị phe Hoa Kỳ đoạt được. Lần này phe Hoa Kỳ và phe tu Nga quốc đại chiến dẫn đến sông phương tổng cộng ba cường giả nghị sĩ trọng thương. Ba nghị sĩ trọng thương, trong đó có một người tạng phủ vỡ vụng. May mà kịp thời phục dụng sinh mạng thủy, nếu không thì sợ chết mất một nghị sĩ rồi. Từ đó khắp nơi đều trở nên càng thêm điên cuồng. một giờ 56 phút sáng, sau gần 2 giờ, đồng thời phát hiện ra hai viên mộc nha tinh thứ năm thứ sáu Lần này là lôi thần tìm được, các cường giả cấp hành tinh khác mặc dù thèm thuồng vô cùng nhưng mà không dám tranh đoạt. Đã xuất hiện 6 viên mộng nha tinh, ngoại trừ một viên bị địa lông nuốt vào, lần này cường giả cấp hành tinh nhân loại đúng quanh cái đảo xương đã tìm được 5 viên. Dẫn khí thật tốt mà, thoáng cái tìm được hai viên mộng nha tinh. Trong một cái huyệt động rất lớn dưới đất vừa bị đánh vỡ, trên 10 cường giả cấp hành tinh đều nhìn chầm chầm vào lôi thần ở giữa, Lôi thần tay trái nắm hai hạt tinh thạch ánh lên ánh sáng trắng, làm cho mọi người đều thèm thuồng vô cùng. Nhưng mà Hùng đứng ở bên cạnh cũng không hề ra tay, các nghị sĩ khác ai dám ra tay chứ? Hùng quán chủ nè, ta đi trước một bước nè. Lôi thần cười nhìn về phía Hùng. Hai hạt, Hùng cũng không khỏi lắc đồ. Đi thôi, tiếp tục tìm một nhà tinh. Hùng quay đầu lại rồi ra lệnh, Giả thú lúc này cũng đã tới nhóm cực hạn vũ quán, cùng đám La Phong lập tức tiếp tục tìm kiếm. Giả là một trong tam đại thân vệ, được xưng là người có vũ lực mạnh nhất trong ba người, chỉ một giờ đã đến nơi này. Đã năm hạt rồi, quán chủ một viên, ô minh quốc một viên, hoa kỳ một viên, Lưu thần hai viên. La Phong nhanh chóng lau sâu xuống đất, một hơi xuyên tới tận sâu đại khái trên 4.000 thước, rồi từ đó bắt đầu nhanh chóng thăm dò. Đối với phạm Di lục soát, ta tương đương với đệ tứ nghị trưởng y tư đặc. Điều là tinh thường niệm sư cấp hành tinh, phạm Di lục soát trọng nhất, nhưng mà cả ta và hắn chẳng tìm được một hạt một nha tinh nào. La Phong vừa mới thấy lôi thần tìm được hai hạt một nha tinh, cảm thấy rất ngứa ngáy, bắt đầu tiếp tục chăm chú thăm dò dưới đất, đại khái hơn nửa giờ sau. Mũi La Phong ngửi ngửi, rồi lên ngửi, đúng là mùi gạo rồi. La Phong tỏ ra vẻ vui mừng, khi xác nhận được nơi có mùi truyền đến, lập tức nhanh chóng đến gần, Muốn tìm một nhà tinh phải làm trước nhanh Một khi chần chờ e rằng sẽ bị người khác cướp mất trước một bước Phúc Và vỡ một khối đá lớn Nhất thời thanh âm rào rào truyền đến Nguyên nơi này là một dòng suối ngầm rất mỏng chen lẫn vào tầng đá Khi là phùng phá vỡ tầng đá này ra Nhất thời một mùi gạo nồng nặc truyền đến La Phùng quay đầu nhìn lại Đồng tử không khỏi co lại La Phùng cảm thấy trái tim mình như đứng lại Máu ngập cả lên đầu Trời ơi, chỉ thấy trên mặt nước ngầm tinh tế dưới đất có ba hạt tinh thể ánh sáng trắng khẽ chớp trôi nổi trên mặt nước mùi gạo nồng nặc truyền ra ba hạt ba hạt một nha tinh là phùng bất chấp kinh ngạc kinh hỉ ngoắt tay luôn tinh thần niệm lực vô hình như một cái bàn tay vô hình nhanh chóng quấn lấy ba hạt một nha tinh ngoài xa trên hai mươi thước thu hồi lại một tiếng nổ đùng đoàn xa xa ba bóng người trước sau và vỡ từng đá xuất hiện một trong số họ chính là băng tuyết đại đế mặt hán Đức Sâm. Cũng có hai nghị sĩ của phe Âu Minh Quốc nữa. Ba hạt mộng nhà tinh, bỏ họ. Ba người này chỉ miễn cưỡng thấy ba cái bóng của hạt mộng nha tinh, rồi ba hạt mộng nha tinh này đã rơi vào tay La phùng rồi. Của ta. Ánh mắt La phùng sắc bén vô cùng. Thu. La Phong thu thẳng một nha tinh vào trong ba lô do bộ đồ hát thần trên lưng. Trừ phi giết chết mình, nếu không đừng mong có được một nha tinh. Là phòng đưa ánh mắt lạnh giá đảo qua hai người phe U Minh Quốc, lại liếc mắt nhìn đệ tam nghị trưởng băng tuyết đại đế, mặt hán đức sâm từng làm bia cho mình. Các vị xin đi trước một bước đây. Là Phùng hóa thành hắc quang trong nháy mắt chui vào trong đá. Hơ, lại không đuổi theo ta hả? Cái tên mặt Hán đức sâm phỏng chừng lượng trước bị ta đánh như cái bao cát nên trong lòng hơi cố kỵ rồi, la phong lướt nhanh vào tầng đá thở phào một hơi vốn tưởng ba người mặc hán đức sâm có lẽ sẽ ra tay nhưng mà đối phương lại không ngăn trở đến khi mình đã chui vào tầng đá thì ba người đó có muốn ngăn trở cũng không có năng lực ngăn trở nữa hai cường giả nghị sĩ phe ô minh quốc trơ mắt nhìn la phong chạy đi không khỏi vừa tức giận không kìm được nhìn về phía băng tuyết đại đế mặc hán đức sâm một trung niên tóc nâu quăng không kìm được mà nói Đệ tam viện trưởng nè tới ba hạt một nha tinh lận mọi người cứ trơ mắt nhìn la phong mang đi như vậy sao ba hạt lận đó một người cấp hành tinh khác cũng vội vàng nói băng tuyết đại đế lạnh lẽo nhìn hai người này gã đã thấy rõ sự tính toán của hai người không khỏi nhếch mép cười lạnh Hừ, Bác Ly đặt hai người các ngươi muốn có được một nha tinh thì tự mình đuổi theo đi muốn lợi dụng mặt hắn nước xăm ta hả rõ là nằm mơ mà nói xong băng tuyết đại đế hóa thành một cái tàn ảnh chui thẳng vào giữa tầng đá làm vô số đá vụn vỡ ra lăn xuống trong huyệt động trống trải chỉ còn lại có hai người phe u minh quốc ngoài thân họ lần lượt tỏa ra màn hào quang ngọn lửa và quang tráo màu lục chống đỡ vách đá chung quanh lạ thiệt nha Ở tính tình tên mà hắn đứng xăm sao lại thay đổi như vậy vậy hai cường giả nghị sĩ phe u minh quốc nhìn nhau hơi ngẩn ra thấy là phong tìm được ba hạt mộc nha tinh họ đương nhiên thèm thuồng nhưng mà khi La Phong chưa bước vào cấp hành tinh mà đã có thể giết chết được Lý Diệu. Bây giờ đã bước vào cấp hành tinh rồi thì thực lực khẳng định là còn mạnh hơn nữa. Họ tuyệt đối không có năng lực đối phó. Họ đương nhiên đặt hy vọng vào mặt hán đức sâm. Theo họ, nếu để tam nghị trưởng ra tay thì vẫn có hy vọng. Đến lúc đó hai người họ liên thủ, thừa dịp loạn mà lấy đi một hạt một nha tinh thì cũng rất có hy vọng. Tình bằng thước đại đế này tính tình lúc trước vốn không tốt như vậy, ai chẳng biết hắn vô cùng bá đạo chứ. Ừ, hắn rất là bá đạo nên vừa rồi ta cũng nghĩ rằng hắn sẽ ra tay ngăn cản nhưng mà không ngờ hắn lại âm um... bác đi đặt nè ta nghe nói khi viên một gia tinh đầu tiên xuất hiện băng tuyết đại đế từng giao thủ với la phong rồi người da trắng tóc bạch kim quăng nói nhỏ lúc đó ta còn tưởng rằng là tin tức giả bây giờ xem ra tin tức đó mười thì tám chín là thật rồi hơn nữa khi băng thuyết đại đế giao thủ với la phong có thể còn bị thất thế hoặc là không chiếm được thượng phong Ủa? trung niên tóc quang nâu sửng sốt trừ phi thực lực làm cho băng thuốc đại đế kiên kỳ nếu không băng thuốc đại đế sao có thể không quan tâm chứ lúc trước chỉ một hạt một nha tinh băng thuốc đại đế đã ban người đánh với tôn ngao quốc một trận đại chiến một viên mà đã như vậy rồi lần này thứ ba hạt đúng à người da trắng tóc bạch kim quăng mắt tỏa sáng có đạo lý nha được rồi mau mau đem tin ra phong tìm được ba hạt mộng gia tinh truyền ra thôi không thể đỡ cho la phong thoải mái được hai vị nghị sĩ này kể cả băng thuyết đại đế mà Hán đức sâm đều nhanh chóng cố ý đưa tin này truyền ra là phong vừa tìm được ba hạt mộc nha tinh dưới đất âm u mùi mục nát tràn ngập là phong một thanh âm từ đồng hồ thông tin trên cổ tay truyền ra là phong vừa nghe vội trả lời ngay dạ quán chủ là phong ngươi tìm được ba hạt mộng nha tinh hả trong đồng hồ thông tin truyền ra thanh âm của quán chủ là phong hư kinh hải tin tức này quả thực là truyền quá nhanh mà việc mình tìm được ba hạt một nha tinh chưa tới một phút nữa mà quán chủ đã biết rồi trong lòng lập tức hiện lên nhiều ý nghĩ La phong nói luôn dạ quán chủ trộm lắm người cứ nguyên tại chỗ ta lập tức tới ngay đi hùng nói ngay một lát sau một quan tuyến màu đen phá vỡ tầng đá xuất hiện cạnh la phong chính là hùng mặc áo đen quán chủ la phong khẽ khom người La Phong, những khí ngươi quả thực là không tệ ngờ. Hùng không kìm được mà cười tán dương. Ngươi tìm được ba hạt mộc nha tinh, dựa theo những gì lúc trước chúng ta nói, phần này có một hạt là cho ngươi, tạm thời cứ làm tròn. Ngươi tìm được hai viên, còn một viên thì để lại cực hạn vũ quán ngờ. Dạ, quán chủ. La Phong không hề do dự, đưa một viên ra ngay. Hùng đưa tay lấy, một nha tinh tán ra mùi gạo rơi vào trong tay của gã, gã nhanh chóng thu lấy sau đó liên tiếp hai bóng người xuất hiện bên cạnh đây là hai người cổ nghị chu hỉ phe hoa hạ quốc do bị mùi gạo hấp dẫn tới thấy có hùng và la phong đang đứng cổ nghị chật đụng không khỏi vội cười nói ồ oh, ra mắt để nhất nghị trưởng à xem ra để nhất nghị trưởng đã có thu hoạch rồi chúc mừng à không có gì chỉ là vừa rồi la phong tìm được ba học mộc nha tinh để giao cho ta mà thôi hùng nói cổ nghị nhìn la phong ồ oh, xin chúc mừng á à. rồi lập tức quay đầu đưa chu hỉ nhanh chóng rời đi đưa mắt nhìn theo hai người cổ nghị rời đi hùng mới quay đầu nhìn về phía la phong mỉm cười nói la phong một nhà tinh rất quý nếu gặp phải những người khác ngươi cứ nói thẳng là đã đem một nhà tinh cho ta rồi họ cũng không dám gây phiền phức với ngươi đâu mặc dù nói thực lực của ngươi bây giờ không tệ nhưng mà nếu mấy tên nghị sĩ liên thủ ngươi vẫn sẽ rất phiền phức đó la phong khẽ gật đầu đích xác Đụng thiên toa chỉ có thể công kích một người. Nếu mà mấy nghị sĩ liên thủ vây công, với thân hình yếu ớt của mình, dù sao vẫn còn thua xa những nghị sĩ khác, đích xác là tương đối nguy hiểm. Tiếp tục đi, trong đảo sư này xem ra có rất nhiều một nhà tinh đó. Hồng khó giấu được nụ cười thoải mái, xoay người, chui vào giữa tầng đá. Một nhà tinh này, số cuộc có công hiểu gì vậy? Là Phùng đưa mắt nhìn theo quán chủ ly khai, trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Nhưng mà quán chủ vẫn cứ không chịu nói ra Ta cũng không tiện hỏi nhiều nữa à, Thôi vậy Tạm thời trước hết cố gắng thu nhập nhiều một gia tinh một chút vậy Vậy mới lắp được chỗ khiếm khuyết Trải qua lần trước được chia không ít thảo một chi linh Là Phùng cũng hiểu Rất khó có cơ hội tìm được bảo vật Mặc dù là cường giả cấp hành tinh Nhưng bình thường muốn tìm được một thảo một chi linh cũng rất khó Lần này đương nhiên phải nhân cơ hội kiếm nhiều một chút Từ 2 giờ 30 sáng Là Phùng một người tìm được ba hạt một nha tinh cũng là nhân loại thứ bảy phát hiện ra viên mộc nha tinh thứ chín sau đó tựa hồ như là có bao nhiêu vận khí tốt bị vũ giả nhân loại dùng sạch hết cả rồi thứ ba giờ sáng mà không có lấy một chút thu hoạch nào cả buổi sáng sáu giờ ba mươi phe hoa hạ quốc rút cuộc tìm được viên mộc nha tinh đầu tiên của họ cũng là cái viên mộc nha tinh thứ mười mà vũ giả nhân loại phát hiện ra buổi sáng tám giờ ba mươi sáu phe ấn độ tìm được viên mộc nha tinh thứ mười một cơ hồ đồng thời viên mộc nha tinh thứ 12 được Hồng tìm ra. Đây là một trận tranh đoạt làm cho tất cả các thế lực trên địa cầu phải điên cuồng. Chẳng mấy chốc, thời gian đã tới 17 giờ 31 phút, hoàng hôn của ngày hôm sau. Lúc này cuộc khai thác đã diễn ra gần 20 giờ rồi, nhưng loại tổng cộng phát hiện ra 18 hạt mộc nha tinh. Ngoại trừ một hạt bị quái thú vương cấp ăn mất, 17 viên mộc nha tinh khác toàn bộ do con người tìm ra. Đương nhiên cũng chỉ là 18 viên công khai mà thôi, có những thế lực quốc gia, cá nhân, một mình một người phát hiện ra một viên Mộc nha tinh, im lặng thu vào trong túi, người khác cũng căn bản không biết được. Do đó mặc dù công khai thống kê thì phát hiện ra 18 viên, trong đó có 17 viên do người tìm ra, nhưng mà trên thực tế các vũ giả nhân loại còn tìm thêm vài viên Mộc nha tinh nữa. Lúc 17 giờ 31, đám vũ giả và thế lực khắp nơi trên địa cầu rốt cuộc có được lần thu hoạch lớn nhất, tám hạt Mộc nha tinh xuất hiện cùng một lúc. Người phát hiện ra 8 viên mộng nha tinh này đầu tiên chính là La Phong và Y Tư Đặc, đại biểu cho Liên minh HR. Nhưng mùi gạo từ 8 hạt mộng nha tinh sinh ra quá nồng. Chỉ vài giây, số lượng cường giả cấp hành tinh hỗn chiến đã lên tới trên 10 người. Sâu hơn 2.000 thước dưới đất, trên dòng sông ngầm rộng lớn mãnh liệt, trên 10 cường giả cấp hành tinh đang hỗn chiến. Coi chừng La Phong kìa! Trên đó! hai nghị sĩ phía Hoa Kỳ khẩn trương kêu lên. Thanh âm đáng sợ như xé rách không gian xoay tròn vang lên, một luồng kim quang như lời gọi của Diêm Vương oanh kích thẳng vào bụng một nghị sĩ da đen. Quân phục tác chiến cấp 2S trên người của gã bị khoan ra vỡ tung, rồi sau đó luồng lưu quang kim sắc làm cho người ta ấn lạnh, liên tục oanh vào cái bộ đồ hắc thần, làm nghị sĩ da đen đó văng mạnh ra vách đá cạnh đó. Vách đá chấn động mạnh, sau đó xuất hiện vô số vết trạng, rồi một mớ đá vụn vỡ ra, rơi thẳng từ trên vách đá xuống. <laughs> Nghị sĩ da đen ngẩng đầu phun ra một vòi máu đỏ tươi, thân thể gục xuống vách núi. Nghị sĩ da đen này vừa ngã xuống, lập tức lật tay lên, ném vào trong miệng một ống sinh mạng thủy. Gã cắn nát ống nghiệm, sinh mạng thủy trong ống nghiệm nhanh chóng được hấp thu. Nghị sĩ da đen nhanh chóng phun ra mảnh thủy tinh trong miệng, cộng theo những tơ máu. Chính ra! là Phong gầm khẽ một tiếng vào một cường giả cấp hành tinh xa xa, chính là Y Tư Đạt. Đụng thiên tòa biến dạng thành toán sơn tùy, trùng nháy mắt hóa thành một sắc kim lưu quang, tựa như thuấn di bắn thẳng vào đệ tứ nghị sĩ Y Tư Đạt. Y Tư Đạt chật vật dùng niệm lực khống chế rất nhiều ám khí, nhanh chóng lượng lượt ngăn cản mới may mắn né được. Làm tốt lắm! Bên cạnh một tráng hán tóc vàng như một con sư tử cao lớn vung trọng quyền đánh bay các cường giả cấp hành tinh phát ra tiếng gầm hưng phấn một tay bắt lấy một viên tinh thạch màu trắng hay lắm giả thú là phong hô xinh đẹp cẩn thận bên cạnh băng sơn hô một kiếm quan màu trắng bạc đang tập kích vào thân vị xinh đẹp đây là một trận hỗn chiến trong ngắn ngủn 10 giây thôi mùi gạo nồng nặc do tám hạt mộc gia tinh sinh ra đã hấp dẫn rất nhiều cường giả cấp hành tinh may mà tam đại thân vệ băng sơn xinh đẹp giả thú lúc đó đang đi cùng nhau, lập tức gia nhập vào cái vùng chiến, nên lập tức trợ giúp khá nhiều cho La Phung, làm phe cực hạng vũ quán có thực lực kha khá trong trận tranh đoạt này, bắt đầu cướp đoạt một nha tinh. Quá điên cuồng mà, một hơi xuất hiện tám viên một nha tinh. La Phung cảm thấy rất khó tin. Con sông ngầm này, viên một nha tinh đồ đã xuất hiện ngay tại đây, lúc đó đã bị cẩn thận kiểm tra qua rồi mà, không ngờ một hơi xuất hiện thêm tám hạt nữa, La Phong cũng phát hiện ra là những viên một nha tinh lơ lửng có thể thay đổi vị trí của mình. Quán chủ sao còn chưa tới nữa? Xin đẹp hỏi. Quán chủ sắp tới rồi. Giả dạ thú gầm khẽ. Chỉnh ra! La Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Thanh âm quen thuộc một lần nữa vang lên. Các cường giả nghị sĩ phe Âu Minh Quốc, Hoa Kỳ, Ấn Độ Quốc cùng với Liên minh HR ai nấy đều cảm thấy phát khổ Trận đại hỗn chiến lần này do đột nhiên phát hiện ra tám hạt tinh thạch mà La Phong cũng vì công kích độc đáo của mình mà chính thức nổi danh. Một lưu quan kim sắc tốc độ công kích cực kỳ nhanh, uy lực vô cùng lớn. Đến cả đệ tam nghị trưởng băng tuyết đại đế cũng không đỡ được. Đến cả đệ tứ nghị trưởng y tư đặc cũng là tinh thần niệm sư cấp hành tinh mà cũng không thể hoàn toàn tránh được. Quái lạ thiệt mà, tinh thần niệm lực của ta vừa muốn đẩy vào kim quan trên binh khí của hắn nhưng vừa đến gần đã bị sức mạnh kim sắc thì dị xé nát dụng. Y Tư Đạt cũng đau đầu khi phát hiện ra kim quang ẩn chứa trong binh khí đó là một sức mạnh rất đặc thù. Có sức xé mãnh liệt, đến cả tinh thần niệm lực vừa đến gần cũng bị nó xé cho tung ra. Lúc này không gian chung quanh chấn động mạnh, một thân ảnh màu đen xuất hiện trong đám cường giả cấp hành tinh đang hỗn chiến. Như thời gian dừng lại, khu vực màu đen nhanh chóng tràn ngập giống như một lãnh địa của thần linh, trong nháy mắt lan ra khu vực chung quanh trăm mét, trùm lấy 12 cường giả cấp hành tinh, kể cả La Phung La Phong cảm thấy mình lúc này giống như một người thường vậy, trên người bị đè nặng mấy trăm cân, muốn đi đứng, nhấc tay đều phải cố hết sức. Chung quanh còn có vô số rong tảo cuốn lấy tay chân mình, không thể động đậy. Trong khu vực của Hồng, hay lúc này lát sữa lại là trong lĩnh vực của Hồng, người ta căn bản không thể phản kháng được, tất cả mọi người đều an tĩnh, trên bầu trời sông ngầm, tất cả mọi người đều đình chỉ chiến đấu. Hùng cầm lấy một hạt một nha tinh cuối cùng còn chưa bị đoạt, sau đó đi đến cạnh mấy người La Phong, thân vệ xinh đẹp, lập tức nói. Bẩm quán chủ, bốn người chúng ta tổng cộng tranh được ba hạt một nha tinh, chủ yếu là La Phong phát hiện. Lần này La Phong cũng phát huy tác dụng chủ yếu trong chiến đấu, chấn trụ được đệ tam nghị trưởng và đệ tứ nghị trưởng. Ừ. Hùng khẽ cực đầu, lập tức quay đầu nhìn về phía La Phong. La Phong, Quán chủ La Phong lên tiếng Hùng khẽ gật đầu Làm không tệ Lần này cuộc chiến đấu không vượt qua 30 giây Cực hạn vũ quán trở thành phe được lợi nhất Tìm được bốn hạt một nha tinh Phe Hoa Kỳ và phe Âu Minh tìm được một một nha tinh Phe Liên minh HR tìm được hai viên Phe Ấn Độ thì chẳng được cái hạt nào Đưa mắt nhìn Hồng dẫn bọn người La Phong ly khai Các cường giả cấp hành tinh của các thế lực khác đều thảo luận còn mẹ nó chứ Bốn cái hạt đó Cực hạn chủ quan lần này kiếm được một khoản to rồi Chủ yếu vẫn là có La Phong Kiềm chế để tam nghị trưởng và để tướng nghị trưởng đó Công kích của La Phong thiệt đáng sợ mà Ui là thiệt là mạnh Nếu không phải nhờ sinh mạng thủy Phải có tới ba nghị sĩ chết trong tay của hắn rồi Đến cả đệ tam nghị trưởng và đệ tứ nghị trưởng Tự hồ cũng không có biện pháp giữ chân La Phong mà Các nghị sĩ thấp dụng thảo luận Lúc trước mặc dù họ coi trọng La Phong Nhưng mà cũng không quá để ý nhưng mọi người không ngờ thực lực La Phong lại mạnh tới mức cùng cấp bậc với đệ tam nghị trưởng, đệ thứ nghị trưởng. Ai nấy đều phải nhớ kỹ trong lòng, không thể treo vào La Phong. Trong lòng họ đều nhận định, trên địa cầu bây giờ mạnh nhất chính là Hùng, Lôi Thần đây là đội quân đứng đầu. Kế tiếp chính là bốn người La Phong, đệ tam nghị trưởng, đệ thứ nghị trưởng, đệ ngũ nghị trưởng. Bốn người này là đội quân thứ hai. Còn Cổ Nghị, Nhan Hải và một vài vũ giả cấp hành tinh bậc hai cùng với những vũ giả cấp hành tinh bậc một ẩn chứa tuyệt chiêu đặc thù, ước chừng trên 10 người là đội quân thứ ba. 40 cường giả cấp hành tinh bậc một còn lại là đội quân thứ tư. Đi thôi, tranh thủ thời gian đi tìm một nha tinh. Các nghị sĩ Ấn Độ cùng hô. Nhanh, nhanh, nhanh. Bằng thuốc đại đế cũng hơi lo lắng, vội hô. Nhất thời, một đám cường giả cấp hành tinh nhanh chóng bay đi. Bữa tiệc một nha tinh vẫn còn chưa chấm dứt. trên hồ nước trắng xóa là phong phá nước phóng ra lơ lửng giữa không trung Ê, đã ba ngày rồi không được thấy mặt trời mà la phong ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm những quái thú phi cầm đang bay lượn trên bầu trời xanh cúi đầu nhìn hồ nước phía dưới ba ngày rồi một nhà tinh phỏng chừng cũng đã tìm hết hoàn toàn rồi ngày thứ nhất tìm được nhiều nhất ngày hôm sau thì ít hơn rất nhiều ngày thứ ba đến giờ mới tìm thấy được có hai hạt thôi nhưng mà nếu đánh giá toàn bộ Thì cả ba ngày này thu hoạch của mình thực ra không tệ nha Đầu tiên là hắn có vận khí tương đối tốt Một lần duy nhất tìm được ba hạt Thứ hai, thường là tinh thần niệm sư cấp hành tinh Vốn hiệu suất lục soát xếp đầu trong tất cả mọi người Thứ ba, dựa vào thực lực bản thân Nên ba ngày qua chỉ cần bằng vào sức bản thân Là phòng tự mình tìm được năm hạt một nha tinh Nếu tính cả bọn người thân vệ băng sơn Xinh đẹp liên thủ tranh đoạt Lại càng không ít nữa La Phong, thành âm quán chủ từ đồng hồ thông tin vang lên. Ba ngày qua, đồng hồ thông tin của La Phong luôn mở, lúc nào cũng chú ý tới việc giữ thông tin với mọi người. Dạ, quán chủ. La Phong vội nói. Bây giờ đến chỗ ta đi. Dạ. La Phong căn cứ vào vị trí quán chủ được hiển thị trên đồng hồ thông tin. Hả? Lỡ sông nằm sâu trên hai ngàn thước hả? là phùng phóng thẳng xuống phá mặt hồ nước nhanh chóng chui xuống từng đá sâu dưới đất hơn hai ngàn thước con sông ngầm mãnh liệt rộng lớn nam tử áo đen hùng tam đại thân vệ đều mặt nạ vàng xinh đẹp giả thú băng sơn đều ở đây Vì phần những tuần sắc sứ khác của cực hạng vũ quán cũng đã có người tới rồi vách đá vỡ ra là phùng rơi xuống lơ lửng đứng trên mặt nước sau đó nhanh chóng lướt tới quán chủ La Phong chào Ừ, chờ một chút rồi nói Còn có người chưa tới nữa Hùng khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía La Phong Mang theo vẻ hài lòng Lần này phe cực hạng phủ quán Có Hùng thân là đệ nhất cường giả thế giới Nên có thu hoạch nhiều nhất Hơn nữa lần này qua việc tranh đoạt một nha tinh Thành danh La Phong đã đại chứng Cường giả cấp hành tinh khắp nơi trên địa cầu Đều hiểu rõ Thực lực La Phong bây giờ đã có thể gia nhập vào đội quân thứ hai đứng cùng hạng với đệ tam nghị trưởng, đệ tứ nghị trưởng, đệ ngũ nghị trưởng. Loại thực lực này thực sự rất dọa người. Trong ba vị nghị trưởng, đệ tam và đệ ngũ nghị trưởng đều là cấp hành tinh cấp 3, còn đệ tứ nghị trưởng Y Tư Đạt là tinh thần niệm sư cấp hành tinh cấp 2. Dưới trướng cực hạng vũ quán, có kiều tướng như La Phong như vậy, Hồng cũng cảm thấy rất vui. Vù một tiếng, lại một bóng người nữa bay tới, chính là tuần sát sứ cực hạng vũ quán Liễu Hà quán chủ liễu hà cung kính hành lễ với quán chủ sau đó mới bay về phía bọn người la phong cười mắng <cười> la phong nè ngươi lần này lãi to rồi đó nha bốn tuần sát sứ chúng ta thua xa hàng người đó <laughs> may mắn may mắn thôi la phong cười hắng hắc lần này quán chủ ngay từ đầu chỉ đưa theo ba người la phong xinh đẹp băng sơn tới sau đó lại gọi thêm giả thú tới năm vị tuần sát sứ khác cũng không được phái tới nhưng mà khi tin tức một nha tinh dần dần truyền ra, năm vị tuần sát sứ khác của cường hạng vũ quán biết một nha tinh cực kỳ trân quý. Lại biết trên địa cầu có hơn phân nửa cường giả cấp hành tinh đều đang tụ tập trong hồ nước đảo sương. Nhất thời đám người liễu hà, phước lạp cơ mỹ nhĩ, ai nấy đều đáp phi cơ chiến đấu mà bay tới. Nhưng bỏ qua cơ hội khai thác được đồ, bọn người liễu hà chỉ thu hoạch được rất ít. Tốt lắm, tất cả mọi người đều đã tới rồi. Hồng lập tức hình thành cái mạng trắng giữa tam đại thân vệ, lục đại tuần sát sứ và không gian chung quanh. Lần này thu hoạch của cực hạn vũ quán chúng ta không nhỏ. Hồng không kìm được mà khẽ mỉm cười. Dựa theo những gì lúc trước ta nói, khi phát hiện ra một nhà tinh mà cuối cùng thành công tìm được, người phát hiện một nhà tinh có thể thu được 30%, còn nếu chiến đấu thu được một nhà tinh cũng đạt được tới tay là 30%, phần 40% cuối cùng cho vũ quán. Giả dạ thú, Ngươi một mình phát hiện ra và lấy được một viên Tính 60% tức là 0,6 Liên thủ quận chiến ba lượt Dựa theo ba lượt này Ngươi có những công hiến khác nhau Cộng lại là 1,2 hạt Do đó ngươi được 1,8 hạt một nhà tinh Hồng nói Dạ quán chủ Thân vị giả thú cung kính nói Xinh đẹp Tổng cộng ngươi được 1,6 hạt một nhà tinh Bằng sơn Tổng cộng ngươi được 2,2 hạt một nhà tinh Liễu Hà tổng cộng người được 0,3 hạt một nha tinh dựa theo công lao thành tích thu hoạch của mỗi cá nhân đều được tính toán đầy đủ người cuối cùng là La Phong cũng là người lần này thu hoạch nhiều nhất hát một mình một người tự mình tìm được bốn hạt một nha tinh dựa theo mức 60% mà tính toán quy ra là 2,4 hạt liên thủ quận chiến 4 lần dựa theo cống hiến bất đồng cộng lại là 2,1 hạt do đó cộng lại là 4,5 hạt Hùng nói xong bắt đầu phân phối một nha tinh. Như là Phùng lúc trước đã nộp một nha tinh, sau đó lại được phân về bốn hạt một nha tinh. Xinh đẹp được chia một hạt, băng sơn chia hai hạt. Mỗi hạt một nha tinh này, ta có thể báo cho các người giá là hai mươi tinh thần. Hùng trịnh trọng nói. Chỉ như là Phùng, ngươi bây giờ trong tay có bốn hạt một nha tinh, trong tài khoản còn có không phải năm hạt. Nói cách khác, tài khoản của ngươi còn có mười tinh thần. Đương nhiên ngươi cũng có thể dùng một nha tinh để đổi, những người khác cũng như vậy. Đợi sau khi trở lại tổng bộ, các ngươi có thể đem số lẻ đổi thành tinh thần, ta sẽ mua. Nghe Hồng nói như vậy, ba vị thân vệ, sáu vị tuần sát sứ đều nở nụ cười. <cười> là Phong nè, ngươi lần này kiếm được nhiều thiệt nha. Mỗi một hạt một nha tinh bằng 20 tinh thần, Ngươi có 4,5 hạt, chính là 90 tinh thần nữa nha. Đã có thể mua được một chiếc phi cơ chiến đấu thông minh cấp hồng hoang rồi. Liễu Hà cười hà hà nói. Hê <laughs> Ta thiệt đáng thương mà, chỉ có ba hạt thôi, cũng chỉ là 6 tinh thần mà thôi, so với người... <laughs> may mắn, may mắn mà thôi. La Phong khiêm tốn cười. Nhưng mà trên thực tế thì một mình hắn tìm được 5 hạt một nha tinh, chứ không phải là 4 hạt. Khai thác một nha tinh lần này có rất nhiều tin tức được công khai, nhưng mà cũng có người lẳng lặng tìm được một nha tinh mà không để cho người thứ hai biết. La Phong một mình tìm được 5 hạt một nha tinh, 4 hạt đều đã bị người ta phát hiện còn chỉ có một viên là không có bất luận kẻ nào phát hiện ra Do đó là Phong tự nhiên cũng giấu luôn Kỳ thực đây cũng là một quy tắc ngầm Khi không bị người phát hiện cứ giấu đi Hồng cũng biết đạo lý này Cũng hiểu nước sạch thì không có cá Hồng cũng không làm quá ác Dù sao buộc mọi người khi tìm được một nha tinh Đều giao ra cả thì hơi quá Bây giờ dưới hồ nước đảo sương Phỏng trường cũng không còn một nha tinh nữa rồi Hồng nhìn qua mấy người Cuộc tìm tội của tập thể chúng ta đến đây là chấm dứt muốn về thì về Muốn tiếp tục ở lại đây xem dẫn khí Thì cứ tiếp tục lục soát đi Các người ai tìm được một trăm phần trăm hoàn toàn quy cho mình Nhưng mà dùng dưới đất chung quanh Cơ hội đã bị quét sạch rồi Đừng âm hy vọng quá lớn nữa Dạ, quan quán chủ Mấy người La Phong đều chào hỏi nhau Rồi chia ra Như Liễu Hạ tới muộn không cam lòng muốn tiếp tục tìm Còn như giả thú thì chuẩn bị về tổng bộ Các người đi tìm đi Ta không vội là phòng người lãi to rồi nên đương nhiên không giỏi rồi ừ chúng ta đi lục soát trước đây là phòng cáo biệt bọn người liễu hà rồi chui thẳng xuống đất ngầm đại khái sâu dưới hồ nước khoảng ba ngàn thước bằng vào tinh thần niệm lực nén rộng ra thành một cái động huyệt sử dụng phụ trợ quan não alo là Phùng bấm số điện thoại từ hưng bây giờ trên địa cầu hệ thống thông tin đích xác rất phát triển ngoại trừ những khu vực đặc thù như trong di tích văn minh cổ số 9 nếu không cho dù lỡ sâu dưới lòng đất thậm chí ở trong tầng dung nham cũng có thể dễ dàng nhận được tín hiệu đây là thu hoạch từ di tích văn minh cổ là phong người đó đến bây giờ mới điện thoại cho ta hả sao vậy trên màn hình phụ trợ quan não từ hưng đang mặc áo tắm tóc ướt đẫm à, mấy ngày nay ta đều ở đại lục úc châu đó là phong cười nói à ta nghe nói mấy ngày nay các nước toàn cầu, HR trời liên minh đều tới đại lục Australia. Được rồi, các người rốt cuộc tới đó làm gì vậy? Ông nội của ta muốn hỏi thăm tin tức, nhưng mà tin tức thuộc loại cấp 3X trong nội bộ liên minh HR, ông nội của ta cũng không xem được. Từ hưng tỏ ra vẻ tò mò. Là tìm được một loại bảo dược, tên là một nha tinh. La Phong nói. Một nha tinh hả? Để làm cái gì? Từ hưng nghi hoặc. Ta cũng không biết nữa, ta chỉ biết đó là vật báo vô giá thôi nếu tính toán tiền bạc thiệt á cho dù là một chiếc máy bay chở khách cỡ lớn cũng không bằng một hạt một gia tinh đâu la phong đi bách bộ trong huyệt động vừa đi vừa nói cái gì từ hân khiếp sợ đúng vậy tài sản của gia tộc từ gia cộng lại cũng không bằng một hạt một gia tinh đâu la phong nói từ hân cuối cùng cũng hiểu tại sao đến cả tộc trưởng từ gia cũng không có tư cách biết tin này La Phong cũng không hề nói xạo. Hồng đưa ra giá là một hạt mộc nha tinh bằng 20 tinh thần. Phải biết rằng một phần lông huyết cũng chỉ là một tinh thần. Một phần lông huyết giá là 800 ức, nhưng mà một nha tinh giá tới 20. Một khi bán, mộc nha tinh còn là vật phẩm quan trọng với các quốc gia hơn cả vũ khí hạt nhân. Nó là vật không thể dùng tiền bạc mà tính được, cũng không ai dùng đổi tiền cả. Nó là vượt hẳn các hệ kinh tế trên thế giới rồi. Còn trên thực tế, nếu nói về giá, tinh thần mà Hồng đưa ra kỳ thực còn tương đối thấp trên địa cầu thoáng cái đã xuất hiện vài chục hạt mộc nha tinh Hồng cũng không có biện pháp đưa ra giá quá cao trời ơi một hạt mộc nha tinh còn nhiều hơn cả tài sản gia tộc chúng ta hả Tự hưng hơi chấn động kinh ngạc chưa lần này tranh đoạt một nha tinh số vũ giả chiến thần chết đã vượt qua chục người ba nghị sĩ chết nếu không phải nhờ sinh mạng thủy thì số nghị sĩ chết e rằng vượt qua mười người rồi đó La Phong lo những tin đó chưa đủ ấn tượng với tự hưng, lại báo ra một con số làm cho nàng sững người. Nghị sĩ tồn tại trên cấp chiến thần chết ba người. Tự hưng bị tin tức này làm cho chấn động. Còn La Phong trong huyệt động dưới lòng đất, vừa đi bách bộ, vừa nhìn video trên phụ trợ quan não. Vẻ mặt tự hưng giật mình rất là thú vị. Xem vẻ mặt bạn gái cũng là việc rất thú vị mà. Đang đi trong huyệt động, La Phong đột nhiên cảm giác được chân đau buốt. Hả? À, chuyện gì vậy? là phùng đổ mồ hôi trắng cả người nhảy vèo ra xa tới mấy chục thước mình là tinh thần niệm sư cấp hành tinh chân mang giày chiến cấp 2 s bên trong là một tầng bộ đồ hắc thần nữa dưới cái loại phùng hộ này công kích kiểu gì mà làm chân đau được chứ còn mình thì lại không hề phát hiện ra là phùng lập tức dùng tinh thần niệm lực đảo qua trong phạm vi tinh thần niệm lực quét qua vị trí mà lúc trước là phùng đạp phải đầu chân là một vật phẩm nhô lên như một miếng đá Hả? đây là gì La Phong ngừng thở đi tới Đưa cái tay cầm lấy một mảnh nhỏ đỏ như máu lẫn trong đống đá Giữ trên các ngón tay Nặng thực Một mảnh nhỏ chỉ lớn bằng cái bàn tay Căn cứ theo cảm giác của La Phong thì phải nặng tới một tấn Mật độ đã vượt qua bất kỳ một loại vật liệu nào trên địa cầu rồi Mảnh nhỏ đỏ như máu là một lưỡi dao sắc bén Mảnh nhỏ đó hẳn là một mảnh của lưỡi một thanh chiến đao Lưỡi dao này lẫn vào trong đá không biết bao nhiêu năm Còn hắn lại dẫm trúng vào nó là phòng lực chân phải của mình lên xem cái gót chân. Đế dạy chiến cấp 2S hoàn toàn bị rạch thủng, có một cái lỗ thủng trông như bị một lưỡi dao vô cùng sắc bén cắt phải vậy. La Phong nhìn lỗ thủng dưới lòng bàn chân hoàn toàn sợ ngẩn người. Cái này, cái này. La Phong hơi lấp bắp, mặt đỏ bừng. Đây là dạy chiến cấp 2S đó. Dạy chiến cấp 2S là khái niệm gì? Ngay cả công kích của quái thú vương cấp bình thường cũng có thể chống lại, chỉ khi đánh nhau nhiều lần với quái thú vương cấp mới có thể vỡ ra. Phải cỡ như toán sơn trụy của La Phong với sự khống chế của 12 luồng niệm lực mới có thể khoan phá được chất liệu của quân phục tác chiến. Nếu toản sơn trụy không có sự khống chế, cho dù chỉ là chiến thần mặt quân phục tác chiến cấp 2S thì cũng không thể phá được. Trời đất ơi, mình không có dùng khí lực gì, chỉ vô tình đi qua rồi đạp chân vào, mà nó đã phá vỡ trận chiến cấp 2S của mình rồi. La Phong cầm cái mảnh đau đỏ như máu trong tay xem xét, chỉ mới cầm trong tay là Phong đã có một cảm giác rất khó hiểu. Tựa hồ mũi đau sắc bén đó có thể cắt ngọt bất kỳ vật phẩm gì. Nó, nó rốt cuộc sắc bén tới cỡ nào chứ? là Phong vội cởi dây chiến của mình ra, tay phải cầm cái mảnh nhỏ đó. Vèo một tiếng, tùy tiện vung mũi nhọn lên. Phúc phúc, như dao cắt đậu phụ, dây chiến cấp 2S bị gọt hẳn đi một vạt, tựa hồ không có lực cản gì. Mình căn bản là không dùng khí lực bao nhiêu cả, phỏng chừng chỉ dùng sức mạnh của 10 tấn thôi mà đã dễ dàng cắt được vật liệu cấp 2 s rồi Nếu ta dùng toàn lực Có thể cắt đứt dễ dàng phòng ngự của thú hoàng Vừa nghĩ như vậy là Phong cảm thấy giật mình Hắn nhìn mảnh nhỏ thanh đao trong tay như gặp quỷ vậy Đây là một binh khí nghịch thiên Cường đại hơn đụng thiên toa không biết bao nhiêu lần Chỉ một mảnh binh khí Mà đã có thể cắt chất liệu cấp 2S như các đậu phụ Uy lực binh khí quả rất lớn mà Thành binh khí này e rằng đủ để uy hiếp tới quái thú thú hoàng Cũng có thể uy hiếp tới hùng và lôi thần nữa Binh khí này thật là đáng sợ mà Tạm thời tuyệt đối không thể để lộ ra được Một khi lộ ra E rằng cho dù có coi trọng ta tới mấy Thì Hồng và Lôi Thần cũng không thể tùy ý Để cái loại binh khí nghịch thiên này trong tay ta được La Phong hiểu rõ điểm này Đây tuyệt đối là binh khí mạnh nhất Trên địa cầu bây giờ Binh khí này thật kinh người mà Cái này rốt cuộc là binh khí của ai vậy Nó tại sao lại bị dở ra như vậy chứ La Phong cẩn thận xoa lên mảnh nhỏ lưỡi đau đỏ như máu mơ ảo có thể cảm giác được khí tức xa xưa từ mảnh lưỡi đau truyền đến. Đó là khí tức đã nằm yên không biết bao nhiêu năm rồi. Xoa mảnh lưỡi vỡ nhỏ đỏ như máu, La Phong cảm thấy mình như rung rẩy, khẩn trương, không thể không khẩn trương được. Cũng tương tự như một tinh khất cái đột nhiên phát hiện ra một cái công xưởng cũ nát, có dấu vài chục cục vàng, mỗi cục vàng đều cao tới bằng hai người. Loại chấn động này là một loại chấn động dữ dội nhất chỉ cần khí lực rất nhỏ có thể cắt ngọt dây chiến chất liệu cấp 2S. Thứ này đảm bảo mọi người trên địa cầu đều điên cuồng. Ê, tỉnh táo lại. Chìm vô ý nghĩ nóng lên một lúc lâu là Phùng mới dần dần tỉnh táo lại rồi bắt đầu tỉnh táo tự hỏi mọi việc. Rất rõ ràng, đây chỉ là một mảnh lưỡi dở nhỏ thôi. Mình là tinh thần niệm sư, mình có thể dùng niệm lực khống chế, đem nó sử dụng như một phi đao mà giết địch. Nhưng đối với lôi thần và hùng Thì hấp dẫn của cái mảnh lưỡi dở nhỏ này Cũng không ghê gớm như mình nghĩ lúc nãy Sau khi tỉnh táo lại La Phong cũng hiểu Hùng và lôi thần đều là vũ giả Hùng sử dụng trường thương Lôi thần sử dụng chiến đao Còn loại mảnh lưỡi vỡ nhỏ này Nếu đưa cho họ dùng Họ cũng không thể dùng Luyện binh khí sao Chất liệu kỳ dị như vậy mà muốn luyện e rằng rất khó La Phong mặc dù không hiểu rõ Về cái mảnh lưỡi vỡ nhỏ đỏ như máu đó nhưng mà trong thời gian ngắn tiếp xúc, hắn cũng hiểu. Đây tuyệt đối là mảnh vỡ của một binh khí vô cùng đáng sợ. Mảnh vỡ này cũng chỉ có tinh thần niệm sư dùng niệm lực khống chế mới sử dụng được mà thôi. Bất luận như thế nào, dưới tình huống không có khả năng trăm phần trăm bảo vệ chính mạng, mình không nên sử dụng cái mũi đau dở này. La Phong đưa ra quyết định trong nháy mắt. Từ hôm nay trở đi, mình sẽ cất kỹ bên người cái mảnh đau này. Bình thường tuyệt không xuất ra, trừ phi gặp phải khốn cảnh mới xuất ra giết địch, còn một khi ra tay phải giết chết đối phương Trong lòng La Phong đã xem mảnh lưỡi vỡ nhỏ này Thành chủ bài mạnh nhất của mình Dù sao toàn lực thi triển toán sân tùy Cũng mất một chút khí lực Mới có thể phá vỡ được quân phục tác chiến cấp 2S Hiện nhiên mảnh lưỡi vỡ nhỏ đó Có uy lực còn lớn hơn nữa Linh Tâm ý La Phong vừa động Niệm lực quấn lấy mảnh đầu vỡ Đồng thời chân trái cũng cởi dậy chiến ra dây chiến trên chân trái và dây chiến không trọn vẹn chân phải đều bị niệm lực cuộn lên lơ lửng giữa không trung pháp mảnh đầu vỡ được niệm lực khống chế hóa thành một luồng sáng đỏ như máu thanh âm phốc phốc rất nhẹ vang lên hai dây chiến chất liệu cấp 2 s dưới ánh sáng đỏ như máu nhanh chóng qua lại nhanh chóng lần lượt bị cắt ngọt đến khi la phong dừng lại hai chiếc dây chiến hóa thành vô số mảnh vỡ rơi xuống uy lực mạnh thiệt mà hơn nữa tốc độ phi hành cũng rất nhanh nữa rõ ràng vượt qua 10 lần tốc độ âm thanh lại không có tiếng khí nổ la phong hết mạnh một hơi bình thường chiến thần sử dụng binh khí mấy trăm kg đều có thể chém ra mấy lần tốc độ âm thanh còn la phong một tinh thần niệm sư cấp hành tinh bậc một niệm lực khống chế mảnh đao vỡ nặng một tấn tốc độ nhanh vô cùng nhưng theo lý thuyết thì tốc độ đó hẳn là sinh ra lực cản lớn hơn sử dụng những vũ khí rất nhẹ như lưỡi dao phi đao nhưng mà khi chính thức thí nghiệm mới phát hiện ra một việc quái dị Mảnh đào vỡ đó vượt qua 10 lần tốc độ âm thanh Khi xé gió lại không sinh ra âm thanh bùng nổ gì Bị mảnh đau vỡ lướt qua Từ hồ đến cả không khí cũng bị dễ dàng cắt ngọt Lực cản không khí sinh ra rất lớn Phải biết rằng tốc độ càng nhanh Lực cản không khí càng đáng sợ Còn dưới tốc độ kinh người của mảnh đau vỡ đó Lực cản không khí lại rất bé Nên làm nó mặc dù nặng một chút Nhưng mà tốc độ lại không chậm hơn Lúc La Phong sử dụng phi đao bao nhiêu cả Lực cản không khí như vậy Nếu ai có một thanh chiến đao như vậy Tốc độ chiến đao chém xuống e rằng Phải nhanh lên mấy lần rồi La Phong càng thích cái mảnh đào vỡ này hơn La Phong nhìn về phía quân phục tác chiến Màu đen trên người Là bộ đồ hát thần Bộ đồ hát thần luôn có sức phòng ngự kinh người Cực kỳ cứng rắn Không biết cái mảnh đầu vỡ này có phá được bộ đồ hát thần không La Phong nảy ra ý nghĩ này Rồi không thể ngăn được Lúc này tâm ý vừa động Bàn tay màu đen nhanh chóng to ra kéo dài tới ba thước mảnh đau vỡ đỏ như máu lơ lửng cạnh đó là mảnh đầu dở công kích lợi hại hay bộ đồ hắc thần phòng ngự lợi hại đi? đôi mắt là phùng lóe sáng đi tâm ý vừa động mảnh đau vỡ đỏ như máu trong nháy mắt điên cuồng gia tốc hóa thành một luồng sáng đỏ như máu vì bản thân nó có phương pháp luyện chế theo kết cấu đặc thù làm lực cản không khí sinh ra với mảnh đau vỡ lại nhỏ kinh người Tài chỉ có thể miễn cưỡng nghe một tiếng rít yếu ớt mà thôi. Rồi ánh sáng đỏ như máu đã cắt ngọt vào bàn tay to đùng màu đen. Trên chỗ ngón cái, giống như là cắt vào một cái rễ cây, có vô số những sợi nhỏ quấn lấy mảnh đau vỡ, rõ ràng rất khó khăn. Mặc dù cực kỳ khó khăn, nhưng cuối cùng mảnh đau vỡ cũng cắt qua. Ngón cái của bàn tay màu đen lại lưu động một chút, rồi chảy nhanh như nước, nhanh chóng nối lại cái bàn tay màu đen, tựa như không hề có một chút tổn hại gì Trời đất ơi, thực sự phá được kìa. La Phùng cảm thấy hứng hở. Hắn biết phòng ngự của bộ đồ hắc thần khẳng định của cực hạn, không thể khi đối mặt với bất kỳ công kích gì mà cũng có thể làm suy yếu chính thành được. Nhưng hắn chỉ là một tinh thần niệm sư cấp hành tinh bậc một, dựa vào mảnh đau vỡ kỳ dị lại thực sự có thể cắt ngọt được bộ đồ hắc thần. Mặc dù chỉ trong nháy mắt, bộ đồ hắc thần ngay sau đó đã khôi phục hoàn hảo. Nhưng La Phùng đương nhiên cũng hiểu, Thật ghê gớm nha Phòng ngự của bộ đồ hắc thần cũng rất lợi hại Tại các chất liệu cấp 2S như các độ phủ vậy Nhưng mà khi các bộ đồ hắc thần cực kỳ khó khăn Khó trách toán sơn trụy của ta Khi dùng toàn lực cũng không phá nổi Cái bộ đồ hắc thần mà La Phong cảm thấy sung sướng Hắn hiểu từ hôm nay trở đi Nếu thực sự chiến đấu sinh tử Cả đệ tam nghị trưởng, đệ thứ nghị trưởng Đệ ngũ nghị trưởng mà đối mặt với mình E rằng cũng hẳn là phải chết Nhưng đối mặt với lôi thần và hùng Thì La Phong không nắm chắc gì cả dưới đất có thể phát hiện ra một nha tinh Bây giờ ta lại phát hiện ra mảnh đau dở này Có thể còn có bảo vật khác không đây chỉ như mảnh đau dở khác chẳng hạn La Phong sực nghĩ Xin ra ý nghĩ như vậy La Phong trước hết quay số Rồi xin lỗi từ hưng vì ngắt thông tin Rồi sau đó tiếp tục bắt đầu thăm dò Dưới đất thật sâu giữa tầng đá này Mục tiêu tập trung Để tìm được vị trí mảnh đau dở Thay đổi sự ám chỉ Bắt đầu tiếp đón những luồng sóng gợn kỳ lạ mắt thường không thể phát hiện hơi sinh ra biến hóa từ dưới đất sâu cơ hồ dọc theo một đường thẳng xuyên thấu qua nhiều tầng đất đá đến chỗ la phong đang tìm kiếm mắt thường dụng cụ niệm lực cũng không thể phát hiện ra cái đường sóng gợn này nó trực tiếp truyền thẳng vào thức hải của la phong la phong lúc này không biết gì cả mà đang dần dần xâm nhập sâu xuống dưới đất hả la phong nhìn về phía đồng hồ thông tin có điện thoại alo La Phong trả lời La Phong hả? Là ta nè, Liễu hả? Ngươi tìm sao rồi, tìm được một nha tinh không vậy? Không ít nghị sĩ đồ đang tìm nè Nhưng mà chẳng thấy một sợi lông nào cả Liễu Hạ có vẻ hơi không cam lùng <laughs> Ta cũng không tìm được một nha tinh Món đồ này phải dựa vào dẫn khí mà La Phùng cười, nói ừ, Ta thương lượng với những người khác rồi Chuẩn bị tìm thêm 6 giờ nữa Nếu mà còn không tìm thấy sẽ trở về Liễu Hạ nói Đến lúc đó cùng vậy luôn nha Ừ, được rồi. La Phong tỏ ra vẻ tươi cười rồi ngắt thông tin. Ê, mình tìm lâu như vậy rồi mà cũng không phát hiện ra có mảnh lưỡi dở nhỏ nào khác nữa. Ừ, tiếp tục tìm xuống dưới đất vậy. Thời gian lâu như vậy, thương hải trang điền, đại lục di động dân dân nữa. Bình khí có mật độ cao như vậy phỏng chừng đã lún xuống dưới tầng sâu nhất rồi. La Phong tiếp tục tìm xuống dưới đất, lúc này đã xâm nhập xuống dưới đất tới trên 9.000 thước rồi. Trên 9.000 thước, một vạn thước một vạn mốt thước, một vạn hai thước, không ngừng xuống nữa. Rốt cuộc một vạn năm ngàn mét. Mục tiêu đến, cửa khoang ẩn đi, đóng lại. Sâu dưới tầng đất, giữa vô số tầng đá, lúc này một khối đá dày lại bắt đầu rung động nhúc nhích, rồi sau đó giống như bụi lâu ngày bị thổi bay, khối đá dày này trực tiếp hóa thành hư vô, biến mất. Còn vị trí lúc trước là tầng đá dày xuất hiện nửa cái cửa khoang đầy bụi bặm hơi hé mở. La Phong thì gần như lao xuống dưới không có mục đích, trong lòng hắn chỉ có một loại cảm giác, nếu thực sự có mảnh đau vỡ thì hẳn lỡ dưới đất này. Qua bên này thử xem. Tâm huyết La Phong chợt dâng trào, lúc xâm nhập xuống dưới đất thì hắn tùy ý quyết định lộ tuyến, nhưng mà một việc quỷ dị là mặc dù La Phong tùy ý quyết định lộ tuyến xuống dưới đất như thế nào, nhưng mà hắn lại cứ không ngừng tiếp cận với cửa khoang cổ xưa đó, không ngừng tiếp cận cho đến lúc cuối cùng và vào đá vỡ tung la phong quay đầu lại mặc dù là trong bóng tối nhưng thị lực của cường giả cấp hành tinh giúp cho la phong thấy bên cạnh có một kẻ hở tựa hồ có ánh kim loại la phong khống chế tinh thần niệm lực lập tức gạt vô số đá chung quanh ra nhất thời vẹt ra một thông đạo chừng cho hai người song hành cuối thông đạo chính là một cái cửa kỳ dị đầy bụi bặm kiến tạo bằng kim loại màu trắng bạc đó là một cái cửa khoang cùng loại với cửa phi cơ chiến đấu thông minh lúc này nó đang khép hờ Hả? Đây là cái gì? Cái cửa hả? La Phong giật mình. Dưới đất trên một vạn thước lại xuất hiện một cửa khoan đầy bụi bặm Chẳng lẽ là một di tích văn minh cổ mà chưa ai phát hiện trên địa cầu sao? La Phong hơi kích động. Hắn biết trên địa cầu đã phát hiện ra không ít di tích văn minh cổ. Còn Hùng và Lôi Thần đã từng có được những truyền thừa của văn minh di tích văn minh cổ. Cũ. Cũng có thể là nguyên nhân vì sao thực lực Hùng, Lôi Thần có thể vượt xa những người khác. Đây là cửa gì vậy tâm ý la phong vừa động nhất thời đụng thiên toa bay ra một đau phiến đau phiến đó hóa thành đau quang mờ mịt dùng thân đau của lưỡi dao nện vào những tảng đá chung quanh cửa khoang xoẹt xoẹt đá bị đập vỡ lập tức những khối đá được bốc ra lộ ra một mảng cũng bằng kim loại màu trắng bạc vì thức dân minh cổ này không biết chừng có nguy hiểm la phong cũng như một con khỉ cẩn thận muốn ăn quả đào nhưng mà lo lắng quả đào có cạm bẫy xung quanh cứ như vậy bước từng bước một đến gần Cho đến lúc cách nó dừng một thước Dùng tinh thần niệm lực quan sát chút đã Nơi cách cánh cửa khoang một thước La Phong cẩn thận khống chế niệm lực Dọc theo cửa khoang thẩm thấu vào Quan sát bên trong cửa khoang thần bí Xem rốt cuộc có cái gì Hả? Đó là La Phong thoáng cái đã tưởng như mình ngủ mơ Sau đó hai mắt hơi kích động ửng đỏ Chẳng trách dưới đảo sương xuất hiện nhiều mộng gia tinh như vậy di tích quả nhiên phát hiện ra di tích mới là biện pháp phát tích nhanh nhất hồng nhờ giàu phát hiện một di tích mà nhảy lên thành người giàu có nhất trên địa cầu thậm chí còn có thể chế tạo ra phi cơ chiến đấu thông minh độc đáo nữa lúc này lớp da màu đen ngoài thân la phong chật lưu động bao trùm ra toàn thân di tích này rất lớn phải tự mình đi vào mới có thể dò xét khắp nơi được không giàu hạn cọp làm sao mà bắt được cọp con Thầm ý là phòng vừa động, đụng thiên toa trong nháy mắt biến dạng thành trọng sơn thuẫn. Lưỡi đau mẻ cũng trôi nổi chung quanh. Là phùng nhèo nhèo mắt, lặng yên bước từng bước một tới trước miệng cửa khoang. Trong cửa khoang là một thông đạo sâu hấm, dài đại khái 12 thước, rộng 8 thước. Cuối thông đạo là một cái thông đạo đi qua hai bên. Một nhà tinh. Là phùng cuối độ nhìn. Trên mặt đất ở cửa vào thông đạo, những viên tinh thạch mờ ảo có ánh sáng trắng toàn bộ đang xếp chồng lên nhau. Mười hạt, 20 hạt, 30 hạt, dày đặc. Mùi gạo nồng nặc ập vào trong mũi La Phong khi vừa đi vào cửa khoang, làm La Phong cảm thấy nghẹt thở. La Phong ngồi sẫm xuống, nhanh chóng vùng cái mớ một nha tinh đang lơ lửng thành một đống này, rồi thu hết những cái hạt này vào ba lô màu đen sau lưng. Vừa lấy một nha tinh, La Phong vừa đếm. 289 hạt. Sau khi lấy hạt một nha tinh cuối cùng vào ba lô, La Phong vẫn cảm thấy tim đập rất nhanh, trong trống ngực như là trọng chùy đập các thế lực khắp nơi trên trái đất này tìm suốt ba ngày số lượng mộc nha tinh tìm được công khai cũng chỉ chẽn chẻn có 42 viên nếu tính thêm một vài người không công khai phỏng chừng toàn bộ cộng lại chừng 60 mươi viên là phùng phán đoán một con số đại khái mỗi một viên mộc nha tinh đều là một khoản tiền khổng lồ với nhân loại trên địa cầu hồng có lẽ có được 10 viên đã là vui vẻ vô cùng rồi hơn nữa còn báo giá cho đám la phong một viên mộc nha tinh trả 20 tinh thần. Bây giờ La Phong ở ngay cửa khoang đã kiếm được hàng đúng, nhiều hơn hẳn những người khắp nơi trên địa cầu cộng lại. Đây mới là nơi cất mộc nha tinh, bên ngoài chỉ là dung giải một chút mà thôi. Ở cửa khoang đã có vài trăm viên rồi, dạo sâu nữa không biết còn có cái gì đây. La Phong rất chờ mong, trong một di tích văn minh cổ tuyệt đối không thể chỉ có một nha tinh, chỉ cần tới cửa khoang mà đã có nhiều một nha tinh như vậy rồi ít nhất nói rằng di tích văn minh cổ này vô cùng giàu có. So với những phát hiện ở đại đa số những di tích khác trên địa cầu thì nó giàu hơn nhiều. Dọc theo cửa vào thông đạo, La Phong vô cùng cẩn thận di chuyển, mặt đất phủ đầy một cái tầng bụi. Cuối cửa vào thông đạo là một thông đạo nữa đang mở rộng. La Phong vừa mới đi vào lỗ khổ, nhìn qua trái nhìn qua phải rồi sửng sốt. Đó, đủ lợ là... Trong thông đạo bên trái La Phong vách tường thông đạo rèn bằng một thứ kim loại kỳ dị. Nhưng mà lúc này vách tường thông đạo lại có những quyền ấn trụng xuống rất lớn, tổng cộng có 9 quyền ấn. Mặt đất thông đạo có một thi thể khổng lồ nửa ngồi dựa vào cái vách thông đạo. Phụ trợ quan đảo kiểm tra đôi lưng. Đã chết rồi. Màn hình phụ trợ quan đảo hiện ra những văn tự. Đúng rồi, là thi thể thôi. Là phòng nín thở, cẩn thận quan sát thi thể khổng lồ này thi thể khổng lồ này toàn thân da đen bóng sông trưởng tráng kiện toàn thân mặt chiến giáp ẩn chứa những hoa văn đặc thù hoa văn đó còn phức tạp hơn cả động thiên toa không biết bao nhiêu lần hơn nữa sông trưởng còn đeo bao tay đặc thù cặp con ngươi đỏ như máu vẫn mở trừng trừng la phong vừa nhìn vào đôi mắt thi thể này trong lòng không khỏi cảm thấy run sợ giống như con kiến đối mặt với một con cự lông không nói đúng ra cũng tương tự như phạm nhân bình thường đối mặt với bàn cổ đại thần khai thiên thích địa cho dù là thi thể đã chết nhưng mà đôi mắt cho dù không còn sắc bén như trước cho dù đã chết không biết bao nhiêu năm rồi nhưng chút uy thế còn lại cũng đủ khiến cho la phong cảm thấy run sợ lưng tráng trong nháy mắt chảy đầy mồ hôi lạnh cái này cái này rốt cuộc là cường giả cấp bậc gì vậy thật là đáng sợ mà à, tỉnh táo lại tỉnh táo lại là Phùng phát hiện ra mình căn bản không có thể đối mắt với thi thể đó. Một khi đối diện, cho dù mình có ép cho phải tỉnh táo, vẫn cảm thấy không khống chế được mà sợ hãi. Đó là sợ hãi do cấp độ sinh mạng dẫn đến, ý chí mạnh đến đâu cũng vô dụng. Là Phùng dần dần tỉnh táo, không dám nhìn vào mắt nó nữa. Liếc mắt nhìn thi thể mà cẩn thận quan sát. Cao Phùng chừng tám thước, thoạt nhìn hơi hơi cùng loại với hát tinh tinh, nhưng mà trên da không có sợi lông nào. Da màu đen trơn láng, nhưng mà nhìn hoàn cảnh chung quanh Hẳn là nó đã chết rất nhiều năm rồi Nhưng mà da, tóc Không hề thối rửa hoặc là khô quắc Cứ như là người đang còn sống vậy Nếu không phải trên thi thể bao trùm một tầng bụi La Phong e rằng sợ nghĩ rằng Cường giả thần bí này vừa chết không bao lâu Trên thi thể tựa hồ không có vết thương Vì sao mà nó chết vậy Quan sát hồi lâu La Phong chỉ có thể lắc đầu Hắn căn bản không đoán ra được cái gì cả vào bên trong nhìn thử xem La Phong không vội dò xét thi thể Mà đi qua thi thể cao lớn này Dọc theo thông đạo rộng mở Một đường không hề bị cản trở Thông đạo cũng có một ngã rẽ Nhưng mà La Phong vẫn đi dọc theo thông đạo rộng nhất Mà đi tiếp Đại khái đi chừng 300 thước Thông đạo bắt đầu chuyển hướng Sau đó xuất hiện một cánh cổng cao lớn Cánh cổng này rộng trên 10 thước Cao cũng trên 10 thước Lúc này nó khép hờ Đây là... La Phong tận lực không phát ra âm thanh Theo cánh cổng đi vào trong La Phong không khỏi hít mạnh một hơi Đây là một đại sảnh hoa lệ hình nửa vòng tròn Cao chừng mấy chục thước Rộng chừng 200 mét Cái làm cho La Phong khiếp sợ là Trong đại sảnh lại có tới năm thi thể hình dáng quái dị Không Nói đúng ra là sáu thi thể La Phong dùng phụ trợ quan não kiểm tra một phen Đích xác là không có một chút khí thức sinh mạng nào Hoặc dao động sinh mạng nào cả vì năm thi thể sống động như còn đang sống Không có cái nào thối rửa cả Còn thi thể thứ sáu Lại chỉ còn lại có xương cốt ánh lên kim sắc Và lông thì đã hóa thành tro bụi từ lâu rồi La Phong nhìn kỹ lại sáu thi thể này Trong đó có một người Trông có vẻ rất giống người mà hắn thấy Ở cạnh thông đạo cửa vào Chỉ hơi nhỏ hơn một chút Hình thể cùng loại với hắc tinh tinh khổng lồ Cao ước chừng sáu thước Thi thể này nửa quỳ gục trên mặt đất Áo chiến trên người nó đã bị phá trên người đầy những vết thương gây rợn, nhưng mà những vết thương này lại chẳng hề bị thối rửa. Thi thể thứ hai, hình thể cùng loại với nhân loại cao chừng bốn thước, toàn thân có vảy màu đen, trên trán có một cây sừng, đồng thời thi thể còn có một cái đuôi kính vảy. Thi thể thứ ba thì hình thể cùng loại với nhân loại, cao tới sáu thước, da toàn thân thoạt nhìn cùng loại với mai rùa, giống như người đá mà La Phong thấy trong phim Bộ Tứ Siêu Đẳng của Hoa Kỳ. Nhưng mà người đá mà so với thi thể này thì quả là trò đùa. Mai rùa bóng loáng, khích lại với nhau như một chiến giáp vô cùng tinh xảo. Thi thể thứ tư trông y như một nhân loại địa cầu, da vàng, tóc đen, còn có một vết sẹo. Lúc này đang khoanh chân bình tĩnh, tĩnh tỏa trên mặt đất, trên người trùm một tầng bụi. Người địa cầu, người hoa hả sao? La Phong nhìn chầm chầm vào thi thể đó, cảm thấy tò mò, lại thấy hơi thương cảm. La Phong có thể cảm giác được Mặc dù người này đã tử vong lâu rồi, nhưng trên thi thể vẫn mờ ảo của uy thế, vẫn làm cho người ta sợ hãi. Đây là một tuyệt thế cường giả chính thức, mạnh hơn bọn người hùng Lôi Thần không biết bao nhiêu lần, cũng mạnh hơn La Phong không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa người này tướng mạo rất giống như người Hoa Hạ, càng làm cho La Phong hơi thương tiếc khi đối phương đã chết. Thi thể thứ năm này, La Phong nhìn có vẻ hơi nghi hoặc. Trong đại sảnh đã quan sát bốn thi thể, mặc dù đều có thương thế, nhưng đều không phải vết thương trí mạng. Còn thi thể thứ năm cao năm thước, toàn thân màu đồng đỏ, như đúc từ đồng đỏ mà thành. Trên ngực xuất hiện một cái lỗ thủng to, như bị một bàn tay thọc vào. Cái quỷ dị là trong lỗ thủng trên ngực lại vẫn là một thứ chất liệu đồng đỏ kỳ dị, chứ không phải là lục phủ ngũ tạng. Đây có phải là người không vậy? Là phòng lắc đồ. Thi thể thứ sáu này quả là kém hẳn. Là phòng quan sát thi thể thứ sáu cao chừng hai thước, chỉ còn lại có bộ xương cốt thôi xương cốt ánh lên màu vàng kim cái đặc thù nhất chính là ở đầu sọ có một cây sừng nhọn hơi uốn cong tựa hồ hiển thị chỗ khác biệt của nó so với người địa cầu sáu thi thể thêm một cái nữa ở chỗ thông đạo là tổng cộng bảy thi thể bảy thi thể này chỉ có một cái bị thối rửa chỉ còn lại xương cốt kim sắc sáu cái kia đều không tổn hao gì sống động như mới nếu họ cùng chết một lúc, trong đó có một thi thể đã thối rữa chỉ còn lại xương cốt kim sắc, hiển nhiên chết đã rất lâu rồi. còn các thi thể khác sao lại không bị thối rữa vậy? La Phong rất nghi hoặc. thời gian là vũ khí rất mạnh. khi thời gian trôi qua, thi thể tại sao có thể không thối rữa chứ? La Phong nhìn quanh đại sảnh, trong đại sảnh trống rỗng, trên mặt đất nóc nhà thỉnh thoảng hơi trũng xuống, tựa hồ là dấu vết đánh nhau. một thanh âm vang lên. La Phong kinh hãi biến sắc nhất thời đại sảnh vốn hung ám đột nhiên bực sáng những ngọn đèn quang mang chói mắt từ đại sảnh chiếu xuống làm cả đại sảnh sáng trưng lên đồng thời quang mang kỳ dị giao nhau giữa đại sảnh bắt đầu hình thành một bóng người ảo màu đen nó là một hình nhân chỉ cao có một m bốn mươi lăm như là một hài đồng vậy trên trán mọc ra hai cái sừng đôi mắt đỏ như máu mặc áo choàng màu đen la phong người rốt cuộc cũng tới rồi hai đồng mà hát bào nhìn la phong trong cặp mắt đỏ như máu có vẻ rất vui sướng ngươi là ai la phùng cẩn thận nhìn hài đồng áo đen trước mắt này đối phương nói ngôn ngữ địa cầu là dùng tiếng hán hơn nữa còn biết tên của mình nữa ta đã chờ ngươi năm dạng năm rồi hài đồng áo đen lắc đầu nhân loại trên địa cầu các ngươi tư chất thật sự quá kém mà năm dạng năm mới khiến cho ta có được một người thích hợp năm dạng năm hả la phùng hơi giật mình ngươi nói là di tích này đã ở đây năm dạng năm rồi chẳng lẽ họ cũng chết năm vạn năm rồi hả? là Phong chỉ về phía sáu thi thể kỳ dị chung quanh. Đúng vậy, họ đã chết năm vạn năm rồi. Hai đồng áo đen nhìn thoáng qua sáu thi thể trong đại sảnh, lắc đầu cảm thán nói: đều là những nhân vật phong hoa tuyệt đại giữa vũ trụ mênh mông, đều là những tồn tại bất hủ. Thời gian trôi qua trước mặt họ cũng phải thất sắc, cho dù có tử vong, thi thể của họ cũng vĩnh viễn bất hủ. Nhưng chủ nhân vừa chết, họ cũng phải chôn cùng, Hai đồng áo đen nhìn về phía La Phong La Phong Theo ta đi bái tế chủ nhân Hết tập 45 của bộ truyện Thung Phị Tinh Khung Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lachey Diu